Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di động Hồi Phúc. Tiếp tục clip bán máy cho anh em này nha. Xin nhắc lại quy định mua máy bên mình luôn. Số điện thoại đặt hàng bên mình là 0355 356 356 thì có trên cái bảng nhỏ nhỏ nha anh em. Quy định mua máy thì cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua lòng cọc 100.000 Viettel ha. Nhắn cho mình mã số thẻ cào qua cái số điện thoại 0355 356 356 của mình nha. Thì mình sẽ chốt máy cho anh em. Tiền cọc thì anh em cứ đưa vào tiền máy lúc nhận hàng nha. Tất cả các máy thì mình đều có ship code toàn quốc, anh em cứ nhận máy kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền shipper nha. Rồi, con máy đầu tiên hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em con GN30, tiếp tục một con nữa nha. Ngày qua mình có con bán rồi nha anh em. Con này con thứ hai cũng được thay vỏ rất là keng rồi, nhưng mà con này kính thì nó có bị mít xíu 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 ngay góc này nè, không đáng kể nha. Tí thì tí người ta, còn ngoại hình máy thì rất là đẹp nha. Con này thì màn hình cũng 5 inch, RAM 1 của nhớ 8 ha, pin 2600. GN530. Nói chung là dành cho anh em lao động ha. Máy này cấu hình nó thấp, không có cao. Có sao nó dài ha, máy cực rẻ luôn. Màn hình hiển thị rất đẹp. Vỏ đẹp chưa mới nha. Con này để anh em giá 540, 540.000. 540.000 thôi, mới kem. Thực sự bằng giá thay màn hình thôi anh em. 540k kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. Và tiếp theo một con máy gì nữa là con G2 Dream. Con này là cấu hình cao hơn xíu. Con này là Samsung G2 Dream nha anh em. Màn hình cũng vỏ xeo thì hơi xước xước nha, xấu nha. Cái vỏ thôi. Còn cái sườn thì đẹp nha. Con này màn hình 5 inch, RAM 1.5 bộ nhớ 8, pin 2600. Vỏ xeo có xước xác nha, xấu không đẹp nha. Cái này anh em nào mà giờ chịu khó dán miếng keo ra, dán một miếng keo màu vô cái nắp đó thôi. Chỉ có cái nắp xấu thôi. Anh em sẽ được cái nắp đẹp ngay nha. Đó. Anh em dán miếng keo màu cho nó ok ngay. Con này để anh em giá 630k G2 Dream. G2 Dream thì cấu hình nó mạnh hơn con G530 một tí. Đó, 630 nha anh em. Màn hình hiển thị rất là sắc nét nha. Ok. Con này 630 nha. Cũng kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn nha. Tiếp theo là một con máy có nữa, Oppo A37 anh em. Màn hình 5 inch nha, RAM 2.16, pin 2630. Thay vỏ mới rồi. Máy có ha, máy dòng máy có. Kính đẹp nha. Bật nguồn lên cho quên. Anh em chờ xíu nha. Rồi lên nguồn nha anh em. Máy rất là sáng đẹp nha. A37 nha, RAM 2.16 ha. Con này để anh em giá 1.500.000, 1050 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Một con Realme C2. Một con Realme C2 vỏ sau thì hơi xước xước nha. Màn hình 6.2, RAM 3.32, pin 4.000. Con này RAM 3GB nha anh em. RAM 3.32, pin 4.000 nha. Đó, Realme C2, kính này được dán lực rồi, kính đẹp. Wi-Fi ok. Giới thiệu điện thoại cho anh em xem luôn. RAM 332. Đó. Realme C2. Màn hình là 6.2 cũng rất là rộng nha, vỏ xước xước. Để anh em giá 1.500.000 nha. 1.500.000 nha, kèm sạc dán kính cho anh em luôn nha. Tiếp theo là một con Oppo F1S. Con này là RAM 332 anh em, thay vỏ mới nha. Thay vỏ mới. Oppo F1S RAM 332. Màn hình 5.5 inch, pin là 3075. Đó, vỏ xeo như mới rồi, kính đại giác lực cho anh em. Nói chung là con máy keng sạc bén, nhận được là thích ngay. Đó, wifi cực mạnh nha anh em. Oppo F1S là con A59 nha anh em. A59 mà bản này RAM 332 nha. Có một bản RAM 464 nữa, con này RAM 332 thôi. Rồi, ok. Mấy con full chức năng nha anh em. Để anh em giá 1450. 1450 kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn, máy cực đẹp nha. Keng sạc bén rồi. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo F3 ha. Con này cũng thay vỏ mới luôn. Thay vỏ như mới luôn rồi nha. Rất là mượt nha anh em. Oppo F3 thì RAM 464 nha anh em. Màn hình là 5.5 inch, pin 3200 nha. Đó. Thay mới keng sạc bén hết rồi. Kính đẹp ha.
màn hình lên rất sáng đẹp nha anh em. Wi-Fi mạnh ha, chức năng full nha anh em. Oppo F3 RAM 464. Ok, máy đẹp keng, con này để anh em giá 1.700.000 nha. 1.700.000 nha anh em, kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. Đó, máy keng xà beng ha. Tiếp theo là một con R7 Pro bản hàng anh em ơi. Con này bản hàng, màn thay anh em, con này màn thay mới rồi. Vỏ sale thì đánh giá đẹp tầm 95 94 thôi, 94 95 thôi. Màn hình 5.5 nha. RAM 332. RAM 332 và pin con này là 3600 nha anh em. R7 Pro bản hàng thay màn mới. Để anh em giá 1.500.000 nha. Đẹp keng nha anh em. Thay màn thì bán giá rẻ hơn cho anh em. 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 ha. Máy đẹp tầm 94 95. Kính thì 99 rồi, tự mới thay màn mới. 1.500.000. Máy đẹp keng. Tiếp theo là một con Oppo A3s màu đỏ anh em. Con này vỏ xe quá xuất sắc nhẹ nha. Màn hình 6.2, RAM 216, pin con này là 4230. Đó, máy thì vỏ màu đỏ đẹp. Có xuất sắc nhẹ, kính đẹp keng ha. Đã dán lực cho anh em rồi. Đó, màn hình hiển thị rất sắc nét nha. Mấy con Oppo thì A3s này thì RAM 216 thôi. Đa số ha. Giới thiệu điện thoại này A3s nè. Đó. Con này để anh em 1650 nha anh em. 1650 ha. Và một con A3s này, con này thì vỏ nó mới thay rồi. Cũng 1650 luôn. Tao con đó để rỉ anh em tí 50.000 đi. Con này để anh em ra 1.600 đi. Xả cho nhanh luôn. Em lấy 1.600, còn con này 1650 nha. Anh em nào ưng con nào thì gọi nha. A3s luôn nha anh em. Vẫn dán lực và kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. Con nào cũng kèm phụ kiện cho anh em hết á. Tiếp theo là con Oppo A31 keng xà beng ha. Màn hình 6.5 nha anh em, RAM 6 và 128, pin 4000. Máy thì ngoại hình còn rất là đẹp, kính keng xà beng luôn. Màn hiển thị sắc nét nha. Con này RAM 6GB nha anh em, bộ nhớ 128, cất rất là mạnh nha. Chức năng full nha anh em. A31. Con này ra đi cho anh em giá 3.900.000 nha. 3.900.000. Kèm sạc và dán lực cho anh em luôn nha. 39 nha anh em. Máy màu trắng đẹp kìa ha. Tiếp theo cho anh em là một con Xiaomi A1 thay vỏ mới anh em. Xiaomi A1 nha. Con này màn hình 5.5, RAM 332, pin con này là 3080, gần 3100 nha anh em. Máy màu gold thay vỏ mới keng xà beng luôn. Đó, chức năng là ok nha. Màn sáng đẹp. RAM 332. Wi-Fi. Cấu hình máy này anh em. Giới thiệu Mi A1 nha, RAM 332 nha. Tắt cái Wi-Fi, cái camera nó đây. Camera này không được nét máy anh em. Dòng này sẽ thấy nó không rõ máy. Cũng được chứ không phải là nét. Con này để cho anh em giá 1.500.000 thôi. 1.500.000 cho anh em. Anh em nào cần thì gọi nha. Xiaomi A2 ha. A1 ha. RAM 332. Để anh em giá 1.500.000. Tiếp theo là con Samsung A600 bản hàng. Màn hình 56. RAM 332. Pin 3000. Máy bản hàng đẹp tầm 94-95 thôi. Đây, vỏ sườn cũng còn ok nha. Máy ring nguyên. Con này chưa có thay thế. Màn ring nha. Cũng RAM 332 luôn. Con này để cho anh em giá 1.750.000 nha. 1.750, kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Samsung A600 bản hàng ra đi cho anh em giá 1.750.000. Tiếp theo là con Samsung A30 VN ha. Con này màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Con này sườn có xuất sắc nha anh em. Sườn có xuất sắc nha. Lưng đánh giá không còn được. Sườn thì kéo sẹp lưng này, xuất sắc như vậy nè. Đó, không được đẹp keng nha. Kính thì đã dán lực rồi, đẹp. Kính dán lực đẹp keng luôn. Samsung A30 RAM 332. Chức năng là full nha. Con này ra đi cho anh em giá 2.700.000. 2.700.000 kèm sạc dán lực cho anh em luôn. Ok, máy đẹp nha anh em. Một con R737 là anh em. R737 bán hàng nha, một sim.
Con này màn hình 5.5 inch nha, RAM 332, pin 3003, máy đẹp tầm 98. Đó, sườn này. Kính keng luôn. Wi-Fi chức năng ok hết, con này đến em giá 1930. 1930 kèm sạc dạng kính nha, máy nó cực đẹp luôn. Và tiếp theo là con Samsung A70, máy riêng đẹp tầm 97 98 nha, màn hình 6 inch 7, RAM 6128, pin 4500 nha. Kính keng này, lưng sau thì có cái lưng sửa sát nhẹ thôi, không đáng kể nha. Cũng còn rất là đẹp, máy riêng nguyên. Đó. Samsung A70 nha. RAM 6128. Cấu hình nói chung là khủng nha. Wi-Fi màn đẹp nha anh em. Chức năng full. A70. À, bản VN 2 SIM, còn để anh em giá 3 triệu 9 nha. 3 triệu 9 kèm sạc dạng kính cho anh em luôn nha. Ok. À, clip này cũng xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà nha. Chúc anh em sức khỏe và thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh, đổ xe để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Hẹn anh em clip ngày mai.